Những năm gần đây, rất nhiều gia đình cho con học thêm tại các lớp nghệ thuật, bên cạnh những môn học chính khóa ở trường. Có thể là học hát, học múa, học vẽ hay là bất kỳ môn nghệ thuật nào mà trẻ thích. Xu hướng này phát triển thường ở thành phố lớn. Vậy vì sao mà các phụ huynh lại cho con trẻ theo học nghệ thuật ngày càng nhiều, thậm chí là từ rất sớm? Liệu có phải là họ muốn con em mình được nổi tiếng hay còn những lý do nào khác? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Không thể phủ nhận khi nói rằng nghệ thuật sẽ mang lại niềm vui cho con trẻ. Việc được tự tay vẽ nên bức tranh tặng bố mẹ hay đàn ca, múa hát sẽ giúp trẻ em thỏa sức sáng tạo, phát triển trên nhiều góc độ khác nhau mà những bài học chính quy không thể nào mang lại. Có rất nhiều môn học nghệ thuật cho trẻ, từ múa hát, người mẫu nhí, diễn viên nhí, MC nhí. Với những môn học này, trẻ không những thích thú mà còn tạo điều kiện cho các em khám phá bản thân. Đầu tiên mà tôi cho con tham gia ở câu lạc bộ ấy là đấy là cái tôi mong muốn là con có một cái sân chơi để sau những cái giờ học căng thẳng con có thể giao lưu này, có thể vui chơi cùng với các bạn cùng lứa tuổi của mình. Một cái điều tôi rất thích đó là cái sức khỏe của con. Con ngoài được múa hát thì cái lúc đấy là cũng lúc mà con rèn luyện cơ thể, cũng một cái sức khỏe dẻo dai. Lúc đầu bạn ấy rất là nhút nhát, nhưng mà sau một khoảng thời gian mà bạn ấy tham gia ở câu lạc bộ Havana thì bạn ấy tự tin lên rất là nhiều. Bạn ấy đã có thể chủ động làm được, chủ động để đứng trước mọi người, đứng trước sân khấu để trình diễn những cái bài biểu diễn của chính mình. Vì vậy là thật ra mình cũng không mong muốn con mình đạt được một cái gì quá là cao, mà mình cũng chỉ mong là con vui vẻ và tham gia được những cái chương trình mà con cảm thấy yêu thích. Khi tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật, con thấy rất là vui và thấy tự tin và năng động hơn. Ngoài tham gia các bộ môn con học thì ở đấy thì con được đi lên các sân khấu lớn, được chơi với các bạn và được nhảy nhót cùng các bạn trên sân khấu. Tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật, các em không chỉ được học mà còn được biểu diễn trên các sân khấu và các cuộc thi tài năng nhí để cọ sát. Và từ đây, các bố mẹ có thể nhận biết con mình có khả năng theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp hay không. Bây giờ mình đang phát triển các khả năng của con, mình đang phát hiện các khả năng của con. Nhưng mà trong thời gian này mình mà thấy là con có khả năng và con đam mê. Và cái quan trọng là đam mê. Khi mình có đủ đam mê thì mình sẽ làm được tất cả. Nhưng mà nếu con đủ đam mê và có năng khiếu thì tôi sẽ cho con theo xem mối chuyên nghiệp. Khi các con tham gia các môn nghệ thuật thì với những trẻ mà các con hơi nhát một chút, nhưng mà sau khi tham gia học tại Havana thì các con đã tự tin mạnh dạn lên rất nhiều. Ngoài học ở trên lớp thì chúng tôi còn tạo ra rất nhiều các sân chơi do chính chúng tôi tạo ra. Ngoài ra thì tham gia các sân khấu lớn tại Hà Nội giúp cho các con luôn luôn tự tin và ngày càng tỏa sáng hơn. Và đây là một xu thế mà phụ huynh đang lựa chọn rất nhiều cho thời điểm bây giờ. Mỗi trẻ em đều có những năng khiếu khác nhau. Tham gia các lớp đào tạo bài bản, có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn, những tố chất bẩm sinh của các em sẽ phát triển hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, việc học các môn năng khiếu chỉ phát huy hiệu quả khi bản thân con có niềm đam mê, sự hứng thú và nhất là phải thực sự có năng khiếu. Vì vậy, hãy khơi dậy cảm thụ nghệ thuật trong mỗi đứa trẻ dần dần và lựa chọn đúng môn học năng khiếu sẽ giúp trẻ em hoàn thiện và phát triển tài năng đúng đắn.